chim sẻ gọi đại bàng nghe rõ trả lời. Máy bay Boeing mang biển số 2508, à nhầm, 2508 sắp hạ cánh trên kênh Nhanh Trí. Hứa hẹn sẽ bật tung nóc những bí ẩn thầm kín nhất bị che giấu về những chiếc máy bay từ trước đến nay. Nào, nhanh chân cùng mình khám phá chuỗi 13 sự thật về máy bay ngay sau đây nhé. Ôi cha, ghế máy bay ngồi êm mông phết đó chứ. Thế nhưng đó là máy bay hiện đại thôi, chứ chiếc máy bay đầu tiên thì không được tiện nghi như vậy đâu. Vậy đâu là chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới bạn nhỉ? Là chiếc máy bay Flyer này nè. Đây là chiếc máy bay đơn giản nhất đầu tiên trên thế giới, cất cánh được do hai anh em thiên tài nhà Wright chế tạo ra. Tuy chỉ bay được 12 giây vào ngày 17 tháng 12 năm 1903, nhưng nó đã đem đến hy vọng chinh phục bầu trời to lớn cho loài người. Từ đây, đánh dấu một cột mốc lịch sử vô cùng quan trọng cho các phát minh máy bay sau này đấy. Wow, chỉ cần nảy ra một ý tưởng sáng tạo là được đời đời nhắc tên. Quá tuyệt, bạn có ý định thực hiện một ý tưởng gì không? Comment đi, Nhanh Trí không thu phí đâu. Nào, các bạn comment xong chưa? Mình tin chắc rằng có nhiều bạn ở đây từng đi máy bay không dưới 5 lần. Vậy với kinh nghiệm máy bay quý báu của bạn, bạn có biết đâu là chỗ ngồi an toàn nhất trên máy bay không? Ghế ở gần phi công, ghế ở phía cuối máy bay hay không có ghế nào an toàn cả? Thường mọi người đều né chiếc ghế ở phía đầu máy bay, nơi gần buồng lái nhất, và ai cũng ưu ái lựa chọn những chiếc ghế phía cuối đuôi. Có lẽ họ nghĩ rằng khi có va chạm thì đầu sẽ là nơi chạm trán trực tiếp. Thế nhưng tin buồn cho bạn là Cục Hàng không Mỹ đã thống kê rằng dù ngồi ở vị trí nào thì tỷ lệ tử vong cũng như nhau. Do đó không có chỗ ngồi nào là an toàn nhất hay nguy hiểm nhất trên máy bay đâu nha các bạn ơi. Mọi việc trông cậy vào ý chí sinh tồn của bạn thôi. Vậy chúng ta phải sinh tồn như nào? Có mẹo tuyệt vời gì có thể cứu chúng ta khi máy bay gặp nạn không nhỉ? Ui là trời, ít ra cũng phải trả lời được câu hỏi này đã nha. Theo bạn, khi đang đi máy bay, gặp sấm sét máy bay có làm sao không? Sẽ gặp tai nạn, không sao cả, hay bị sốc nhỉ? Bị sét đánh như cơm bữa rồi, nhưng cái khó ló cái khôn, nắm bắt tình hình đó, con người đã chế tạo ra chất liệu làm vỏ máy bay rất đặc biệt, giúp bảo vệ hành khách và máy bay khỏi tác hại của tia sét, nghĩa là chúng ta sẽ không làm sao cả, cùng lắm là chỉ hơi sốc một tí thôi, giống như bạn đi vào ổ gà vậy. Dù có thật sự bị hư hỏng thì cũng chỉ là vài vấn đề còn con, không có hậu quả nguy hiểm gì đến tính mạng của bạn đâu. Tiếp đến là những vụ án máy bay gặp nạn mất tích vô cùng ly kỳ và bí ẩn, khiến cả thế giới đến nay còn đang tò mò tìm câu trả lời, liệu rằng bạn có thể tìm ra chân tướng sự việc không? Và nổi bật nhất là vụ mất tích MH370. Theo bạn, tại sao máy bay này mất tích như vậy nhỉ? Do người ngoài hành tinh tấn công, bị cuốn vào lỗ hổng thời gian hay bị cuốn vào rãnh Mariana nhỉ? Cả ba khả năng trên đều có thể xảy ra hết, vì tính ra đến nay vẫn chưa có lời giải chính xác nha các bạn ơi. Trời ơi, một chiếc máy bay to đúng to đoáng, chứ có phải hạt cát đâu mà nói biến mất là biến mất như vậy. Ấy thế mà qua mấy năm trời, người ta vẫn chưa tìm được xác của chiếc máy bay này. Eo ơi, có khi nào máy bay đã đi vào không gian song song không? Hoặc là bị người ngoài hành tinh tóm lấy? Ui là trời, nếu vậy không tìm được là phải rồi, có khi họ đang sống ở một khoảng không gian khác và bị xóa ký ức về trái đất rồi cũng nên. Còn ý kiến của các bạn thế nào? Comment xuống bên dưới xem các bạn tưởng tượng ra sao nhé. Ôi, càng nói chi tưởng tượng càng bay xa, làm mình nhớ đến một sự thật vô cùng thú vị và có phần đáng sợ về máy bay. Các bạn có biết con số nào bị các hãng hàng không tẩy chay không? 191, 199 hay 119 nhỉ? Con số bị hắt hủi đó chính là số 191. Thật ra kể cũng tội, con số này vốn chẳng có ý nghĩa xui xẻo gì cả đâu, chỉ là do nó vô tình trùng khớp với các vụ mất tích và sự cố về máy bay thôi. Điển hình như vụ tai nạn máy bay thảm khốc nhất nước Mỹ đến từ chuyến bay 191, khiến gần 300 người tử vong tại chỗ. Hoặc vào năm 2012, cơ trưởng chuyến bay 191 của hãng JetBlue Airways bất ngờ bị tấn công, khiến ông hốt hoảng và phải mất rất lâu để bình tĩnh lại thì mới tiếp tục được chuyến bay kinh hoàng đó. Có kiêng mới có lành, từ đó con số 191 bị nhiều hãng tẩy chay lắm luôn. Ồ, ra là vậy, bí mật này hay nha. Bíp bíp bíp, tiếng điện thoại của ai vậy cả? Xin quý khách vui lòng không sử dụng điện thoại khi đang bay. Ủa, nhưng tại sao lại như thế nhỉ? Các bạn từng đi máy bay rồi có biết tại sao không được sử dụng điện thoại khi đi máy bay không nhỉ? Do ồn ào, gián đoạn tín hiệu bay hay bị nguy cơ cháy nổ? Khi đang
đang bay, bạn vẫn có thể sử dụng điện thoại ở chế độ máy bay nha. Nhưng trong lúc máy bay cất cánh và hạ cánh, điện thoại phải được tắt hoàn toàn vì sóng điện thoại sẽ làm nhiễu sóng của tín hiệu trao đổi giữa phi công và trạm phát tín hiệu kiểm soát dưới mặt đất. Lúc này, máy bay có thể không đi đúng lộ trình, phán đoán sai điều kiện thời tiết khi cất cánh hoặc đáp xuống không đúng đường băng. Điều này hết sức nguy hiểm đến tính mạng của chính bạn. Vì thế, để đảm bảo an toàn tính mạng cho mình và người thân cũng như hành khách bay thì bạn đừng đùa giỡn với tử thần bay nhé. Vậy ngoài việc cấm dùng điện thoại, còn có luật cấm nào nữa không? Theo kiến thức của bạn, những thứ nào không được phép đem lên máy bay nữa vậy? Là bật lửa, nước hoa hay quần áo nhỉ? Chắc chắn 100% các bạn đều đúng hết rồi đấy. Bật lửa chính là đồ vật bị cấm tuyệt đối khi đi máy bay và cả nước hoa nữa nhé. Lúc trước, đồ vật này được phép mang đi dạng hành lý ký gửi, nhưng sau đó người ta phát hiện có nhiều loại bật lửa dễ gây cháy nổ trong hầm hàng hóa nên đã bị cấm hoàn toàn. Còn nước hoa là dạng lỏng, có chứa cồn nên cũng liệt vào danh sách gây cháy nổ nhưng được phép mang dưới 2 lít nhé. Haha, ai mà thèm dùng nước hoa trên 2 lít làm gì đâu nhỉ? Tiếp đến là một sự thật rất ít người biết, máy bay được cho là phương tiện an toàn nhất hành tinh ư? Nhưng muốn an toàn bạn cần phải biết bí kíp đấy. Khi lên máy bay bắt buộc chúng ta phải làm gì để an toàn vậy? Chúng ta ngủ, thắt dây an toàn hay phải trật tự? Vừa ngồi vào ghế là auto thắt dây an toàn cho mình nha. Bạn biết không, mỗi cm dây an toàn bị lỏng, bạn sẽ chịu gấp 3 lần trọng lực khi máy bay rơi. Nghĩa là bạn sẽ bị tức ngực khó thở nặng hơn gấp 3 lần người khác đấy. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn đã thắt dây ngay cả khi ngủ nhé. Tuy được rất nhiều người cho rằng an toàn là thế, nhưng không may máy bay vẫn gặp tai nạn như bình thường. Bạn có thử tưởng tượng ra được không? Khi máy bay bạn đang đi gặp nạn thì xử lý tình huống ngàn cân treo sợi bún đó kiểu gì? Chúng ta phải bình tĩnh hay đeo mặt nạ oxy cho mình trước hay kêu cứu thật to nhỉ? Nào nào, bước 1 chúng ta hãy bình tĩnh. Bình tĩnh là mẹ của sự sống bây giờ đấy. Bước 2, tự đeo mặt nạ cho mình. Bước 3, nhìn xem xung quanh có ai cần giúp đỡ không. Nếu làm được 3 bước trên, bạn không chỉ tự cứu được chính mình mà còn giúp đỡ được những người xung quanh nữa đấy. Trong đó quan trọng nhất là bạn phải tự đeo được mặt nạ cho mình trước nha. Vì phải nhớ rằng bạn chỉ có một mạng thôi, bạn an toàn thì mới giúp được người khác chứ. Bạn thấy bí kíp này thế nào? Có hay không? Có xứng đáng thả một like cho nhanh trí không nhỉ? Và đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé. Rồi ok, máy bay đã thoát nạn rồi, bạn rơi xuống biển và xung quanh bốn bề là nước muối mặn chát. Lúc đó bạn phải làm gì để sống sót tiếp theo đây? Cùng tư duy logic xem nào, ăn dây nịt da và giấy, uống nước biển hay là bắt cá biển ăn luôn nhỉ? Bạn quá khát và phải uống nước biển ư? Tuyệt đối cấm nhé, vì bạn sẽ chỉ chết nhanh hơn thôi. Bởi vì nước biển không những không giúp bạn hết khát mà còn khiến bạn mất nước nhanh hơn, bởi vì nó rất mặn mà. Thay vào đó, bạn hãy ăn những món đồ làm từ da, ví dụ như dây nịt, ví da và giấy báo. Vì ít ra nguồn gốc của chúng đều làm từ động thực vật. Suy xét cho cùng thì vẫn ăn không chết được đâu. Còn ai skill đỉnh của chóp bắt được cá ăn thì miễn bàn rồi. Có thức ăn là còn sự sống mà. Cố lên, cứu hộ sắp tới rồi nhé. Và tiếp theo chúng mình sẽ đến một thánh địa tử thần mà không một chiếc máy bay nào dám bén mảng đến. Bạn nghĩ đó là đâu? Biển chết, tam giác quỷ Bermuda hay khu vực 51? Không còn xa lạ gì nữa, đó là tam giác quỷ Bermuda, là chiếc bẫy tử thần nuốt trọn tất cả máy bay và tàu thuyền đi qua nó. Đến nay có hơn 2.000 máy bay mất tích khi đi qua khu vực này với trùng trùng bí ẩn bị che giấu. Và hầu như người ta không thể tìm thấy xác máy bay và người gặp nạn của những chuyến bay đó các bạn ạ. Hoặc dù có tìm thấy thì cũng chỉ là những mảnh vỡ máy bay lẻ tẻ nằm cách xa nơi cất cánh hàng trăm cây số. Không ai hiểu được ngọn gió lớn cỡ nào đã cuốn nó bay xa được như thế cơ. Ảo diệu lắm luôn, có quá nhiều giả thuyết đưa ra cho cái tam giác quỷ Bermuda này. Bạn có ý kiến gì không thì comment ngay xuống bên dưới nhé. Bạn nãy mình có nhắc đến vụ mất tích MH370. Ngoài vụ đó ra thì còn rất nhiều vụ bí hiểm hơn nhiều. Bạn có biết không, có phần rợn hết cả người ấy chứ. Cụ thể là chiếc Airbus A330 cất cánh từ Rio de Janeiro ở Brazil trên đường tới Paris vào ngày 31 tháng 5 2009. Một vài giờ sau đó khi đang đi qua Đại Tây Dương, máy bay đã thông báo với trung tâm kiểm soát, nhưng đó là lần cuối cùng. Sau đó nó đã gặp nạn ở ngoài đại dương sâu thẳm, cách cảng gần nhất 4 ngày đi tàu. Gần 2 năm sau, người ta mới tìm thấy nó trên một dãy núi nằm sâu dưới đáy biển cùng với thi thể của hành khách và các băng ghi âm trên máy bay. Toàn bộ 228 người trên máy bay đã thiệt mạng. Theo bạn, lý do tai nạn ở đây là gì vậy?
Ôi trời ơi, bất ngờ lắm các bạn ơi. Năm 2012, nhà chức trách Pháp kết luận các tinh thể băng đã làm gián đoạn hệ thống xác định tốc độ không khí của máy bay, dẫn tới chức năng lái tự động bị đứt quãng, khiến máy bay rơi xuống biển. Nhưng đây là khả năng cao, chứ cũng chưa chắc, vì sau từng đó năm quá lâu mới có xác nhận mà, thật khó nói. Ôi chao, hơn nữa, dân mạng mấy hôm nay đang sôi sục chia sẻ hình ảnh chiếc máy bay trên đỉnh Bạch Mã của Việt Nam với nhiều nghi vấn đồn đoán là chiếc máy bay MH370 mất tích trước kia của Malaysia. Mình cũng quá tò mò, thử vào Google Earth kiểm tra thì thấy đúng là hình ảnh một chiếc máy bay thật, quá khó tin luôn các bạn ơi. Vậy thì theo bạn, tại sao trên đỉnh Bạch Mã lại có máy bay vậy? Oh, rất có thể đó là máy bay mất tích. No, là máy bay vô tình bay ngang đúng lúc camera của Google Earth lìa ngang thôi nhé. Các hình ảnh trên Google Maps sẽ cập nhật thường xuyên theo tháng hoặc năm, tùy khu vực, do đó chỉ cần vô tình có một chiếc máy bay nào bay ngang cũng có thể được vệ tinh của Google chụp lại là bình thường. Cuối cùng, nhanh trí thật mong người ta sẽ tìm thấy MH370 càng sớm càng tốt. Những người nhà, người thân mong ngóng tin tức của các nạn nhân MH370 quá lâu rồi. Nhanh trí chúc các bạn và gia đình, người thân luôn có những chuyến bay an toàn nhé!